sách trời ghi rõ tuổi giáp thìn sinh năm 1964 phục đàm chi long bước sang tuổi 61 bí mật làm điều này mở được nhãn quan nắm rõ được thiên cơ biết được mệnh trời làm đâu thắng đấy tiền bạc ầm ầm đổ về nhà có tiền tỷ nhét đầy két đặc biệt là 6 tháng đầu năm 2024 âm lịch hai tay lại bốn phương trời đổi đời mua bạc mua vàng về đeo thất nghiệp trả sợ treo leo làm ăn tấn tới đẩy xa cái nghèo một mình trèo lái mái thuyền Năm nay quyết chí làm giàu như vua. Tiết lộ sự thật về tử vi tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964, đại hạn 61, nhưng đắc tài phú quý, giàu như vũ bão trong 6 tháng đầu năm 2024. Quý vị thân mến, trong cuộc sống này ai mà không mong mỏi mình sẽ có được cuộc sống đầy đủ, điều kiện vật chất, tiền tiêu thả ga, ấm no sung túc, tuy nhiên thực tế thì không phải ai cũng được ơn trên ban cho may mắn, gặp được quý nhân vượt qua hoàn cảnh một cách dễ dàng có những người đã phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thậm chí rơi vào tình trạng bế tắc không lối thoát. Nhiều người tin rằng cuộc đời là vô thường, thế sự khó lường, không ai có thể biết trước được việc gì, chỉ cần bản thân không ngừng nỗ lực cố gắng thì chắc chắn sẽ gặp được con đường tươi sáng phía trước. Đặc biệt, sau khi quan sát sự dịch chuyển của các tròm sao cung mệnh cũng như vận trình lưu niên thì con giáp tuổi giáp thìn sinh năm 1964 trong năm 2024 tới đây sẽ bước vào năm đại hạn 61 tuổi Vậy vận trình trong 6 tháng đầu năm 2024 có được coi là năm khổ tận cam lai mà được ơn trên soi đường chỉ lối, ban cho nhiều cơ hội đổi vận phát tài, thoát khỏi nợ nần hay không, làm cách nào để hóa hung thành cát, biến năm 2024 là một năm tài lộc sung xuê, tiền vàng nhét chật két. Tất cả những điều đó sẽ được giải đáp chi tiết trong video ngày hôm nay trên kênh Minh Đường Tử Vi xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Quý vị thân mến, người tuổi thìn là con rồng, và trong 12 con giáp nó đứng ở vị trí thứ năm đứng trước tuổi tỵ con rắn sau tuổi mão con mèo theo văn hóa người á đông con rồng là con vật có quyền năng sức mạnh phi thường và là đại diện cho sự thiêng liêng vương giả hơn nữa những người tuổi thìn có tính cách vô cùng mạnh mẽ luôn có chính kiến rõ ràng của riêng mình nhờ vậy người tuổi thìn có sự nghiệp và con đường công danh vô cùng rộng mở đạt được nhiều thành công trong cuộc sống tuổi giáp thìn sinh năm 1964 cũng mang những đặc điểm chung của tuổi rồng và đồng thời cũng mang những nét riêng của giáp thìn, mệnh phúc đăng hỏa hay còn gọi là rồng lửa. Để biết tuổi giáp thìn trong giai đoạn 6 tháng đầu năm 2024 sẽ như thế nào thì xin mời các bạn hãy cùng kênh Minh Đường Tử Vi cùng đi vào nội dung của video hôm nay nhé. Một Đặc trưng tính cách người tuổi giáp thìn, sinh năm 1964, trong hệ tử vi đầu số. 2. Tiết lộ chi tiết vận trình tử vi từng phương diện trong 6 tháng đầu năm 2024, gồm sự nghiệp, công danh, tiền bạc, tài chính, tình duyên gia đạo và sức khỏe của giáp Thìn, sinh năm 1964. 3. Luận hung cát từng tháng của người tuổi giáp Thìn, sinh năm 1964. 4. Bình giải sao hạn và cách hóa giải vận xui của tuổi giáp Thìn. 5. Màu sắc may mắn cho tuổi giáp Thìn trong năm 2024, chi tiết như sau. 1. Đặc trưng tính cách người tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964. Giáp Thìn 1964 hay còn được gọi với các tên khác là Phục Đầm Chi Lâm, tức là con rồng ở trong đầm, năm sinh dương lịch từ ngày 13 tháng 2 năm 1964 đến ngày 31 tháng 1 năm 1965, năm sinh âm lịch, Giáp Thìn, Thiên Can Giáp, tương hợp kỷ, tương hình mậu, canh, địa chi, Thìn, tam hợp, thân Tý Thìn, tứ hành xung, Thìn tuất Sửu mùi, mạng phúc đăng hỏa, tức lửa đèn nhỏ, khắc thoa xuyến kim, con nhà bạch đế, số phú quý, xương con rồng, tướng tinh con rắn, ông quan đế độ mạng. Giáp thìn với nạp âm hành hỏa, do can giáp mộc, ghép với chi thìn, thổ, mộc khắc nhập thổ, thuộc lứa tuổi đời gặp nhiều trở lực và nghịch cảnh ở tiền vận, cũng có may mắn, song phần lớn do nghị lực cùng sức phấn đấu của bản thân để vượt qua mọi chướng ngại, từ trung vận đến hậu vận, cuộc đời trở nên an nhàn và thanh thản hơn, nhờ sự tương hợp ngũ hành, giữa nạp âm cùng chi lẫn can cộng thêm nghị lực kiên cường và ý chí tiến thủ của bản thân người tuổi giáp thìn được dược sư như lai ban phúc đức long thù bồ tát ban trí tuệ tỳ sa môn hộ mệnh và phổ hiền bồ tát bảo hộ theo học thuyết phật giáo người tuổi giáp thìn thông minh ngoại giao giỏi dễ làm quen với mọi người họ hưởng thọ ngoài 70 trở đi mẫu người giáp thìn phán đoán công việc rất hay nhưng nặng phần lý thuyết nhẹ phần ứng dụng nên khi bắt tay vào việc thường rè rặt do dự gặp thời cơ biến hóa như rồng, biết thu mình khi chưa gặp vận, mẫu người đa năng, lòng đầy tự hào, nhận xét tinh tế, thường là nhà phê bình sắc bén. Tuy bản mệnh không phải là người thông minh tuyệt đỉnh, nhưng lại là người nhạy bén với thời cuộc, biết khéo léo lợi dụng hoàn cảnh và con người xung quanh để làm lợi cho mình, vì thế mà họ thường dễ dàng có được thành công. Người tuổi giáp thì nam mệnh được trời phú cho khả năng làm ra tiền bạc, song trong cuộc đời không phải lúc nào cũng suôn sẻ, nhiều người sẽ phải trải qua nhiều gian truân vất vả. Có người vì mưu sinh hoặc vì công danh và dục vọng thôi thúc đã thể hiện ra bên ngoài rất rõ bằng cách thay đổi nghề nghiệp, chuyển đổi nơi làm việc hoặc cơ quan liên tục. Họ có điểm chung là gặp thời vận mà giàu có phất lên bất ngờ, đổi đời trở thành đại gia trong phút chốc. Tuổi giáp thìn phần đông có vận thế tốt đẹp, tài năng bẩm sinh có dịp phát triển mạnh mẽ, họ được trời phú cho khả năng làm ra tiền bạc, song trong cuộc đời không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Nhiều người phải trải qua nhiều gian truân, có người vì mưu sinh, hoặc vì công danh và dục vọng thôi thúc đã thể hiện ra bên ngoài rất rõ bằng cách thay đổi nghề nghiệp, chuyển đổi nơi làm việc, hoặc cơ quan liên tục, phần lớn người tuổi Giáp Thìn thích đi du lịch và ngao du đây đó, và tất cả các chuyến đi của họ đều tỏ ra thành công vừa ý. Về gia sản của tuổi Giáp Thìn, có người do tự lực mưu sinh mà có, có người là do tiền thân để lại, hoặc do người khác thân quen đền ơn, đáp nghĩa tạo dựng, trong cuộc đời họ thường có đầu óc quy mô làm ăn lớn, tuy nhiên lại chỉ thành công lúc đầu càng về sau càng kém hơn chính vì vậy tới trung niên cần có kế hoạch chi tiêu để gìn giữ của cải nhìn chung cuộc đời giáp thìn khá hanh thông mọi việc mong muốn đều có thể đạt được khi họ mất của thất lạc đồ đạc đều dễ dàng tìm thấy nói tóm lại nếu họ biết phát huy những ưu điểm và khắc phục nhược điểm thì sẽ đạt được nhiều thành tựu có cuộc sống an nhàn sung túc gia đạo cũng có nhiều tốt đẹp nữ giới tuổi giáp thìn là những người yêu sự lãng mạn ngọt ngào Họ luôn muốn cùng người mình yêu trải qua mọi gian nan, thử thách để xây dựng một mái ấm gia đình hạnh phúc, mẫu người lý tưởng của cô nàng tuổi Giáp Thìn là những anh chàng điển trai, hào phóng và hài hước, nếu kết hôn với những người ấy, họ sẽ có cuộc sống vô cùng hòa hợp, êm ấm. Theo tử vi tuổi Giáp Thìn, nữ mệnh tuổi này đa số là có đời sống hôn nhân hòa hợp, hạnh phúc, họ may mắn tìm được một người chồng lý tưởng, khiến ai cũng phải ghen tị, hơn nữa, công việc, sự nghiệp cũng thăng tiến thuận lợi hơn do được sự giúp đỡ của gia đình nhà chồng. Sau khi kết hôn, họ sẽ trở thành người phụ nữ của gia đình, hết lòng chăm lo cho chồng con, cha mẹ. Họ cũng là một hậu phương vững chắc, giúp đỡ chồng của mình trong công việc, sự nghiệp. Dù có trải qua khó khăn, căng thẳng, nhưng những người này lúc nào cũng vui vẻ, dịu dàng, không bao giờ khiến người khác thất vọng. Người phụ nữ tuổi giáp thì đôi khi cũng mơ mộng, muốn được bạn đời của mình quan tâm, chăm sóc chu đáo. Bởi vậy, người chồng cần phải dành nhiều thời gian để vun vén tình cảm hơn nữa. 2. Tử vi trong 6 tháng đầu năm 2024 của tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964. Bước sang năm 2024, tuổi Giáp Thìn mệnh Hỏa, gặp năm Hỏa là Bình Hỏa, tốt, lại không phát sinh quan hệ xung khắc báo hiệu cả năm vận khí không có quá nhiều thay đổi, tiền bạc đủ chi tiêu chứ không quá dư giả. Tuy nhiên, tuổi Giáp Thìn năm 2024 Tiến vào năm tuổi hạn 61, vừa gặp hình thái tuế, vừa gặp hạn tam tai. Dự báo công danh, sự nghiệp tuổi giáp Thìn 6 tháng đầu năm 2024. Công việc làm ăn có biến động khá lớn, thường gặp nhiều khó khăn, trục trặc, nhất là khi bắt đầu khởi sự, làm gì cũng một mình gánh vác, ít nhờ vả được anh em, bạn bè. Việc kinh doanh, buôn bán, bất lợi có thể gặp thất bại đổ vỡ, rồi liên đới tới gia đạo vợ chồng lục đục, sức khỏe theo đó cũng giảm sút nếu vẫn muốn mở rộng công việc làm ăn, cần tính toán cẩn thận, lập kế hoạch rõ ràng mới tránh việc mất tiền thất thu. Người xưa có câu, đương đầu thái tuế, vô phúc liền có họa, cũng là vì lý đó, cho dù bản thân người tuổi thìn có ý chí kiên cường, bản lĩnh, dũng cảm và gia cảnh tốt, thì cũng sẽ tỏ ra rất nhỏ bé trước những khủng hoảng, khó khăn to lớn mang tính khách quan của thời cuộc, một số ít có thể rơi vào trạng thái u uất, chán trường. Điềm báo tử vi cho thấy, Nửa đầu năm 2024 có thể khó khăn trồng chất, thách thức không ngừng xuất hiện, nhưng nếu chuẩn bị tốt thì vận trình sẽ không quá tệ, quyết tâm và nỗ lực bền bỉ khi thực hiện công việc sẽ khiến công sức của bản mệnh được ghi nhận, cuối cùng đạt được kết quả tốt, kèm theo đó là những khen thưởng xứng đáng, vậy nên dù bạn đang đương đầu với sóng gió lớn cỡ nào cũng đừng vội nản lòng. Trong 6 tháng đầu năm 2024 này, công việc của người làm công không có quá nhiều thay đổi, được thiên ấn và tỷ kiên hai cát thần chiếu mệnh mọi việc diễn ra khá suôn sẻ trong nguy có cơ nửa đầu năm tuy gặp khó nhưng nửa cuối năm vươn lên đạt được thành quả nhất định hai cát thần này khơi nguồn cảm hứng sáng tạo thôi thúc động lực phát triển cũng như khai triển ý tưởng táo bạo chính điều đó được lãnh đạo đánh giá cao tăng cơ hội thăng tiến với nhóm người làm tư làm chủ công việc chủ về làm ăn lại có khá nhiều biến động đa phần nhiều thách thức hơn trước đòi hỏi phải chuẩn bị tinh thần sẵn sàng ứng phó với tình huống xấu nhất như ảnh hưởng của kinh tế toàn cầu vấn đề lạm phát, giá cả. Theo đó, nhóm này không nên mở rộng quy mô làm ăn lớn hay đầu tư mạo hiểm trong năm, bởi dễ chủ về gặp khó tiêu tán tiền bạc, sau bỏ dập ở giữa chừng hoặc có kẻ phá hoại. Nếu khởi nghiệp nên đi từng bước, chậm rãi thăm dò, biến động thị trường và xây dựng nền tảng vững chắc, tránh nóng vội, kiểu dễ bị thua lỗ phá sản. Dự báo tài chính tuổi Giáp Thìn trong 6 tháng đầu năm 2024. Theo tử vi dự báo trong nửa đầu năm 2024 này, việc kiếm tiền của đương số vẫn chưa thật sự suôn sẻ, còn nhiều nỗi chăn trở. Thật chí cả những cạm bẫy về tiền bạc, cục diện trực thái tuế và họa tam tai cảnh báo, cạnh tranh có xu hướng tăng lên rõ rệt. Nhất là những người làm kinh doanh, buôn bán, sẽ vấp phải không ít chiêu trò từ đối thủ, lợi nhuận cũng dễ hao hụt, khó đạt mức như kỳ vọng. Tài vận chưa thật sự ổn định, lại thêm có hung tinh kiếp tài chủ về hao tài sung chiếu, nhắc nhở người cầm tin con rồng cần đề phòng mất tiền mất của, đầu tư kinh doanh, trong năm phải toan tính thật thận trọng kẻo sai một ly đi một giảm. Với người làm công ăn lương, công việc trì trệ có thể ảnh hưởng tới nguồn thu nhập chính của bạn. Hơn nữa, có thể vì sự chủ quan trong việc đánh giá tình hình, nên bạn còn có thể bỏ tiền túi ra đền bù thiệt hại. Đã đến lúc tuổi giáp thìn cần chậm lại một chút, để có thể suy xét kỹ hơn khía cạnh liên quan đến công việc và thu nhập hiện tại. Ngoài ra, hung tinh cũng sẽ gây tiêu hao tiền bạc. Về vấn đề sức khỏe, bạn nên chi tiêu hợp lý, hạn chế mua sắm hay cho vay mượn không đúng mục đích để tránh khiến tiền của hao hụt càng nhiều. Hãy quản lý tốt túi tiền của mình trước khi có suy nghĩ giúp đỡ người khác. Tử vi 6 tháng đầu năm 2024, nhận định hung vận trong năm khá lớn, nhắc nhở Giáp Thìn cần đặc biệt chú ý đến vấn đề sức khỏe của bản thân và các thành viên trong gia đình. Trạng thái tinh thần có phần xa sút do áp lực công việc và những lo toan cuộc sống, Giáp Thìn nên tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, Đừng nghĩ ngợi quá nhiều kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe thường ngày, nên điều tiết tâm lý, tránh những kích thích không cần thiết, bạn nên tư duy theo chiều hướng tích cực hơn, khi đó, mọi thứ sẽ trở nên nhẹ nhàng. Nếu có ý định tập luyện nâng cao thể trạng, bạn cũng nên chọn cường độ thích hợp, tránh các hoạt động quá sức bản mệnh, chỉ cần tập vừa phải, đều đặn, quan trọng là duy trì thói quen mỗi ngày để cơ thể được hoạt động trong điều kiện phù hợp là được. Năm 2024 này, việc xuất hành đi xa nên được tính toán thận trọng. Nếu có thể tránh thì tốt nhất nên tạm gác lại kế hoạch di chuyển, còn nếu là việc không thể thay đổi thì bạn nên giữ an toàn cho bản thân, đặc biệt bạn được cảnh báo nên kỵ sông, kỵ nước, tránh hạn chế đến vùng sông nước để bảo vệ bản thân. Những quyết định quan trọng như làm nhà, sửa nhà, cưới hỏi đều cần phải xem ngày đẹp, tháng lành trước khi tiến hành để tránh vận hạn, khiến mọi chuyện đổ bể, gặp xui xẻo. Về phương diện tình cảm gia đạo, trong 6 tháng đầu năm 2024. Thái tuế rất bất lợi cho người độc thân, tình cảm nhiều giang dở, bẽ bàng, người gặp nhưng không ở lại với các cặp vợ chồng. Tâm lý bất ổn của bạn có thể ảnh hưởng và gây khó chịu cho nửa kia, khiến căng thẳng leo thang, tranh cãi thường xuyên nổ ra, thậm chí đứt gánh giữa đường. Vợ chồng nên san sẻ với nhau nhiều hơn, để gia đình yên vui, tránh tạo mâu thuẫn hiểu lầm, mà làm tình cảm bấy lâu bị xấu đi, hạnh phúc gia đình cũng không được trọn vẹn. 3. Luận hung cát từng tháng của người tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964. Tử vi tháng 1 năm 2024 âm lịch. Vận trình tháng đầu năm của tuổi Giáp Thìn xen lẫn hung cát do sự xuất hiện của thiên cầu hung tinh và quan đới nguyệt lệnh. Bản mệnh có thể gặp phải một số hiểu lầm và thất bại trong tháng này. Ai đó có thể hiểu sai ý định, lời nói và hành động của bạn dẫn đến một số xung đột và bất mãn không đáng có. Tháng này, những người sinh năm thìn cần kiên nhẫn và bình tĩnh hơn, để giải quyết các mối quan hệ cá nhân và giải quyết xung đột. Cố gắng tránh bộc phát cảm xúc và thay vào đó hãy kiên nhẫn tìm kiếm những cách hợp lý để giải quyết vấn đề. Tử vi tháng 2 năm 2024 âm lịch Xem tử vi tháng 2 âm lịch, tuổi giáp thìn có bách Việt trợ mệnh, chuyện tình cảm sẽ có những chuyển biến tích cực, gia đạo hài hòa, có điều trong tháng này. Công việc của bản mệnh không được suôn sẻ, thuận lợi cho lắm, con giáp này thiếu quyết đoán nên không đưa ra lựa chọn kịp thời, dẫn đến những tổn thất không lường trước được. Kiếp tài cảnh báo về nguy cơ tốn tiền, hao của trong thời điểm này, tiền bạc thu về chẳng được bao nhiêu, nhưng các khoản chi tiêu lại quá nhiều, khiến cho tuổi giáp thìn khá vất vả. Để có thể cân bằng được tài chính, bản mệnh cũng vì điều này mà lo lắng căng thẳng, dễ ảnh hưởng đến sức khỏe, kém ăn, kém ngủ, có thể gây suy nhược cơ thể, cần chú ý. Tử vi tháng 3 năm 2024 âm lịch Trong tháng 3 này, vận trình của bản mệnh khởi sắc, Đón không ít hỷ sự, nhìn chung công việc tiến triển khá thuận lợi, đầu xuôi đuôi lọt, cơ hội thăng chức tăng lương rõ ràng, cần chủ động nắm bắt, sự nghiệp có bước phát triển vượt bậc, đạt thành tích cao, khiến người khác phải ngưỡng mộ. Khởi nghiệp trong thời điểm này là phù hợp, tỷ lệ thành công cao, tuy nhiên thái tuế trên đầu có thể mang tới phiền phức do chính sự ngạo mạn của bản thân bạn gây ra, nên học cách khiêm tốn. Tài vận khởi sắc mạnh, cả chính tài và thứ tài đều có thu nhập khả quan vận may tài chính trong tháng rất lớn bản mệnh còn có cơ hội trúng thưởng trúng số nhưng vì ảnh hưởng cục diện tự hình bản mệnh tự tạo áp lực đau đầu vì tiền bạc về tình cảm quan hệ vợ chồng hòa hợp con cái khỏe mạnh hiếu thảo với cha mẹ có điều kiện đưa cả gia đình đi du lịch để thay đổi không khí và gắn kết tình yêu thương nhé tử vi tháng 4 năm 2024 âm lịch đây là coi là tháng tốt trong năm tháng này xuất hiện quý nhân xử lý tình huống cấp bách thiệt hại về tiền bạc không đáng kể, nhiều con giáp sẽ có thêm nguồn thu nhập vụ, tiền bạc không quá khó khăn. Tử vi tháng 5 năm 2024 âm lịch. Vận may ùn ùn kéo tới, bản mệnh tích tiểu thành đại, tài lộc gia tăng không ít, tuy nhiên chưa đến độ rực rỡ, vận đào hoa tăng, lợi cho ai còn độc thân, nhưng hại với người đã kết hôn, đề cao cảnh giác với người ngoài nói xấu mà ảnh hưởng đến mối quan hệ trong gia đình của mình giáp thìn nhé tử vi tháng 6 năm 2024 âm lịch. Vượt dậy tinh thần, ý chí kiên định, giúp đương số có được một vài mối làm ăn tốt, kinh doanh, buôn bán cũng khởi sắc ít, nhiều càng về cuối tháng càng được nhiều tài lộc. Vận hạn 2024 và cách hóa giải hạn 5 tuổi cho tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964. Bước sang năm 2024 tuổi Giáp Thìn, gặp năm vừa hình thái tuế, vừa trực thái tuế, năm hạn thái tuế, hình tuổi cầm tinh, trong những năm này bản mệnh cần hết sức cẩn thận kẻo vướng họa kiện tụng tiểu nhân hãm hại bị phạt tiền mất việc bản thân và người nhà sức khỏe có vấn đề hình thái tuế hay còn được gọi là thiên xung chỉ trường hợp người có tuổi con giáp cách con giáp lưu niên 6 năm chịu ảnh hưởng hình khắc tức thiên sung với lưu niên thái tuế cách hóa giải hình thái tuế đặt một ly nước trắng về hướng cầu tài năm 2024 hướng cầu tài là hướng nam để tăng tài vận năng đi đền chùa cầu an. Những ai vào năm phạm thái tuế, không nên làm gì, hạn chế đi đám ma, đám hiếu, không vào phòng sinh đẻ. Điều này được lý giải là vì trong vận trình một năm thì không hẳn lúc nào người phạm thái tuế cũng xui xẻo, nhưng ngũ hành sinh khắc, tức nếu tham gia quá nhiều vào các chuyện xui xẻo, thì giống như diêm gặp lửa, dễ làm cho bản thân bắt đầu xui xẻo, nếu nhất định phải tham gia thì tùy vào nghi lễ, mà nên tránh làm bước cuối cùng. Ví dụ đưa đám ma, thì lúc cuối nên quay lưng lại với bia mộ, đối với phòng sinh đẻ thì nên chuẩn bị một bao lì xì đỏ để lấy chút khí lành không đến nơi hoang vu hẻo lánh vì theo thuyết âm dương chỗ nào càng vắng vẻ heo hút âm khí càng nhiều không tốt cho người phạm thái tuế không tiến hành chuyện lớn chuyện đại sự tốt nhất nếu gặp những chuyện có tính biến động lớn hoặc biến hóa không lường trước được thì nên nhẫn nại hoặc không nên tham gia thiên thời địa lợi nhân hòa không nên đứng ra giúp đỡ hay bảo đảm cho người khác bất cứ lúc nào phạm thái tuế tối kỵ bốc đồng sốc nổi, đứng ra lo chuyện bao đồng, giúp đỡ người không quen biết hay giúp bạn bè đứng ra đảm bảo để vay mượn tiền bạc. Những hành động thiếu suy nghĩ sẽ khiến cho bạn vướng phải phiền phức rắc rối, thậm chí có thể bị họa đau thương hay vướng phải kiện tụng nên lánh đi là hơn. 4. Bình giải về sao hạn và cách hóa giải vận hạn cho tuổi giáp thìn, sinh năm 1964. Thứ nhất, bình giải sao hạn cho nam mạng tuổi giáp thìn năm 2024. Theo sao chiếu mệnh, trong năm nay tuổi Giáp Thìn nam mệnh gặp sao La Hầu, La Hầu là hung tinh, rất kỵ với nam giới, có câu nam La Hầu, nữ kế đô. Ý chỉ đây là sao hạn nặng với tuổi Giáp Thìn nam mạng. Trong năm 2024, sao này thường đem đến những điều không lành, dính dáng đến pháp luật, cửa quan, gây khẩu thiệt, chuyện thị phi, tai ương, ốm đau bệnh tật, tai nạn, gây hao tổn tiền, xấu nhất là tháng 1 và tháng 7 âm lịch, nên tránh thời điểm này nếu muốn tiến hành việc lớn theo niên hạn, hạn tam kheo, gặp hạn tam kheo thì nên đề phòng thương tật ở chân tay, chú ý chứng phong thấp, bệnh xương khớp và chứng mỏi mắt, hay mắt bị mờ, ngoài ra, đi xe cộ nên cẩn thận, đề phòng tai nạn bất ngờ. Bằng lớn hơn tiểu kết, năm có sao hạn nặng chiếu, tuổi giáp thì nam mạng làm ăn không thuận lợi, dễ vướng thị phi, tranh chấp, thư kiện, tiền bạc hao tổn nhiều, sức khỏe giảm mạnh, thậm chí mắc bạo bệnh, cần đề phòng thương tật ở tứ chi, các bệnh về xương khớp hay tai nạn bất ngờ. Cách hóa giải sao La Hầu theo phong thủy năm 2024. Đồ phong thủy, sao La Hầu là sao thuộc hành kim, có thể sử dụng những vật phẩm phong thủy thuộc hành thủy để khắc chế, giảm bớt những tai họa xui xẻo có thể xảy ra. Mệnh chủ nên dùng những đồ vật hay mặc trang phục màu đen, màu xám, màu xanh biển, cũng có thể sử dụng vật phẩm phong thủy làm từ đá, thạch anh đen, thạch anh khói, thạch anh tóc đen, mã não xanh dương, sapphire. Về tinh thần luôn nhắc nhở bản thân hành sự cẩn trọng, kiểm soát tốt cảm xúc sẽ tránh được họa thị phi, kiện tụng. Ngoài ra, đừng buôn chuyện mà nói xấu, đặt điều cho người khác, cũng đừng vì danh vọng mà bất chấp, nên suy nghĩ kỹ trước khi nói, khi làm. Về cách hành sự, đừng bao giờ có ý định dùng tiền bạc để đổi lấy danh lợi, đi hối lộ, đổi trác công danh, tiền tình, đừng đồng lõa với những kẻ xấu bụng làm chuyện gian ác, kẻo sẽ nhận hậu quả khôn lường. Tích cực làm việc thiện, làm nhiều việc tốt, việc thiện, giúp đỡ mọi người, xã hội, thường xuyên phóng sinh, dần già tai ương sẽ tan biến. Cách hóa giải hạn tam kheo năm 2024 Về sức khỏe, đi lại cẩn thận, tránh xảy ra các tai nạn giao thông bất ngờ, đồng thời cần duy trì chế độ ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý, thường xuyên rèn luyện thể dục thể thao nhằm tăng cường sức đề kháng. Đặc biệt không nên làm việc quá sức, tránh các căn bệnh về xương khớp, tay chân, ngoài ra, tránh sử dụng quá nhiều các chất kích thích gây hại cho sức khỏe như rượu, bia, thuốc lá. Về tinh thần, đương số hành sự bình tĩnh, tránh nóng vội mà đưa ra quyết định sai lầm, mưu sự lành mạnh, không toan tính hãm hại người khác, đặc biệt là những người làm cơ khí nên mặc đồ bảo hộ đầy đủ và kỹ càng, điều này tránh được một số tai nạn lao động bất ngờ xảy ra, nguy hiểm đến tính mạng. Về tâm linh, để tìm sự bình an trong cuộc sống, gia chủ nên thường xuyên đi chùa, thắp hương cửa Phật, điều này giúp tâm hồn trở nên tâm tịnh và thư giãn phần nào mệt mỏi, áp lực từ cuộc sống. Thứ hai, bình giải sao hạn cho nữ mạng tuổi giáp thìn năm 2024. Theo sao chiếu mệnh, trong năm 2024 tuổi giáp thìn nữ mệnh gặp sao Thái Dương, Thái Dương rực nắng mặt trời, tháng 6 vận tới tuổi đời giàu sang, tháng 10 gia đạo rộn ràng, công danh trói loại ngập tràn ước mơ, Thái Dương là cát tinh mang lại sự tốt lành, phát triển về công danh cho đương số. Năm gặp sao này chiếu thì làm ăn được phát đạt, thăng quan tiến chức, gặp may mắn trong việc buôn bán, nhất là vào tháng 6 và tháng 10, là hai tháng đại cát. Theo niên hạn, địa võng, địa võng nhiều nỗi buồn than, lời ăn tiếng nói xanh đoan dày già, dà, địa võng hạn cũng không xong, như cá mắc lưới giữa dòng chẳng may. Nữ mệnh giáp thìn nên hạn chế xuất hành xa trong năm 2024 kẻo gặp tai ương bất ngờ, nhẹ thì mất tiền qua loa, nghiêm trọng có thể nguy hại tính mạng. Ngoài ra, gặp hạn này cần đặc biệt lưu ý vấn đề xã giao, đừng ăn nói hàm hồ, mà vướng họa thị phi thậm chí là kiện tụng cửa quan gây hao tài, mất uy tín. Tiểu kết, may mắn được các tinh đồng hành, nữ mạng giáp thìn, sinh năm 1964 có thể đón nhiều điều yên vui và hạnh phúc trong cuộc sống, mọi thứ diễn ra đều đều. Ít điều phải lo nghĩ, kinh doanh buôn bán cũng khá thuận lợi, tuy nhiên, trong năm dễ gặp hạn về xã giao, chớ nên ăn nói bừa bãi mà rước thị phi vào người. Cách làm tăng cát tính của sao Thái Dương trong năm 2024 theo phong thủy. Đeo đồ phong thủy, người tuổi này có thể đeo trang sức đá quý, màu nâu, màu vàng như thạch anh ưu linh nâu hổ phách thạch anh vàng thạch anh tóc vàng làm ăn ngay thẳng tập trung vào nhiệm vụ của mình quyết tâm cố gắng không ngừng bản mệnh đặc biệt tránh tình trạng làm gian làm lậu mà nam hay nữ mệnh cũng đều sẽ gặp điều không may cư xử khiêm tốn dù là người có vị thế cao hay thấp bản mệnh cũng nhớ nhắc nhở bản thân hành xử khiêm tốn đặc biệt cấp dưới nên tuân theo các quy định của tập thể và của lãnh đạo nếu không dễ vướng vào những chuyện mâu thuẫn tranh chấp không đáng có nắm bắt thời cơ hãy tự tin vào khả năng của bản thân mình để có thể nắm bắt những cơ hội xuất hiện trước mắt. Bạn không nên chần chừ, do dự quá lâu để kẻ khác chấp mất thời cơ. Cách hóa giải hạn địa võng Về làm ăn, tốt nhất làm ăn chân chính, buôn bán kinh doanh rõ ràng và minh bạch, nhập hàng hóa sản phẩm đúng chất lượng, có hóa đơn, chứng từ rõ ràng, đừng vì cái lợi nhuận mà bán rẻ lương thân. Về gia đạo, mọi người trong gia đình là một, gia chủ gặp hạn không nên hơn thua tránh điều đáng tiếc xảy ra luôn yêu thương và nhường nhịn lẫn nhau, đừng vì lời nói của người khác mà tình cảm gia đình tan nát, chia ly xa cách, dù có chuyện gì xảy ra thì mọi người nên ngồi lại mà tìm cách giải quyết. Tinh thần hướng thiện, gia chủ cần thành tâm, sống hướng thiện, cho đi mà không cần nhận lại, thường xuyên đi chùa thắp hương cầu Phật, mong gia đạo được bình an, sức khỏe dồi dào. Tiếp theo, trong chuyên mục phong thủy may mắn năm 2024 Minh Đường Tử Vi xin chia sẻ tới quý vị về màu sắc may mắn giúp giáp Thìn gặp hung hóa cát, vận khí vượng suốt cả năm. Màu đỏ vượng sự nghiệp. Xem màu sắc may mắn của 12 con giáp năm 2024 thấy rằng, màu đỏ giúp người tuổi giáp Thìn phát huy cao độ khả năng làm việc của mình, bạn sẽ có những suy nghĩ thực tế và làm việc chăm chỉ hơn, sẵn sàng đương đầu với mọi biến cố ập tới để giảm thiểu rủi ro. Bạn cũng duy trì được thái độ lạc quan và giảm bớt cảm xúc bốc đồng. Từ đó xây dựng được quan hệ xã giao tốt đẹp, hoàn thành tốt các công việc nhóm. Màu tím vượng tài lộc, màu sắc này giúp bản mệnh phát huy được năng lực của mình, ngay cả khi phải đối diện với tình hình khó khăn chung, có thể bạn vẫn sẽ phải vất vả và tốn rất nhiều công sức, nhưng thu nhập sẽ được cải thiện. Màu vàng vượng tình duyên, màu vàng tác động đến tâm trạng, cảm xúc của người tuổi Thìn, giúp bạn trở nên kiên nhẫn, bao dung hơn với nửa kia, khi vợ chồng tăng cường trao đổi, giao lưu thấu hiểu nhau thì khó khăn nào cũng vượt qua, mối quan hệ sẽ lâu bền. Màu kỵ năm 2024 của tuổi giáp thìn, đen, xanh lục, màu này khiến người tuổi giáp thìn trở nên bất cẩn, tiêu dùng hoang phí, xa đà vào lối sống hưởng thụ và còn có thể kết bạn xấu trong năm nay, gây tác động tiêu cực đến tài lộc. Khi rơi vào tình huống khó khăn, bạn cũng trở nên nóng nảy, bạo lực, dẫn đến xô sát với người khác, thậm chí nghiêm trọng còn có thể phải chịu trách nhiệm hình sự Phần tiếp theo của chương trình là thầy phong thủy chỉ mẹo, làm ngay 4 cách này để chiêu tài đón lộc, may mắn, tiền bạc ùn ùn kéo về nhà. Quý vị thân mến, phong thủy gồm rất nhiều yếu tố xung quanh, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, thậm chí là sức khỏe của mỗi người chúng ta. Vì vậy rất nhiều chuyên gia đã tìm hiểu sâu, không chỉ giúp khắc phục những yếu tố kém may mắn, mà còn mang tài lộc tới cho bạn. 1. Trồng cây xanh trong nhà hoặc trước nhà. Theo quan niệm về phong thủy, cây xanh mang lại khá nhiều lợi ích, đặc biệt những loại cây mọng nước là biểu tượng cho sự cát tường nên thường được mọi người ưa chuộng. Tại sao bạn không nên ý tưởng trồng ngay một số loại cây xanh trong nhà hoặc trước cửa nhà đang trống, vừa làm cảnh, tạo không gian xanh mát, vừa đem lại thịnh vượng cho gia đình. Cây xanh nên đặt ở phía đông, đông nam của ngôi nhà hay văn phòng, cây sẽ giúp nghề nghiệp của bạn thăng tiến, tăng tuổi thọ người trong nhà. Gia chủ tuổi giáp thìn nên chọn cây xanh có sắc tố tương quan tới mệnh hỏa và mệnh mộc, bạn hoàn toàn có thể chọn một số cây như cây phong phú, cây huyết dụ, cây đuôi công tím, chuối hoàng yến, hồng môn, giàu sang sung túc. Trồng những cây này trong nhà sẽ giúp gia đình gia chủ sớm được đầy đủ sung túc, an khang thịnh vượng và giàu sang phú quý. 2. Trưng bày vật phẩm chiêu lộc, phong thủy Việc lựa chọn và trưng bày các vật phẩm có tính chất chiêu tài lộc hoặc có tính phong thủy hợp với gia chủ không chỉ vào dịp cuối năm mà mọi thời điểm trong năm đều khá cần thiết và có ý nghĩa một số vật phẩm phong thủy phổ biến có ý nghĩa cầu tiền tài may mắn mà bạn có thể lựa chọn như quả cầu phong thủy đá phong thủy tượng ngọc kim loại hay thủy tinh hình tỳ hưu tượng phúc lộc thọ cũng là vật trang trí sang trọng và rất có tác dụng trong việc tăng thêm may mắn về tiền bạc cho gia đình ý nghĩa và màu sắc tươi sáng của mèo chiêu tài cũng giúp đường tài lộc của chúng ta may mắn hơn tuy nhiên các linh vật lựa chọn cho người tuổi giáp thìn cần tránh không chọn các biểu tượng hình ảnh Linh thú có mối tương quan xung khắc với cung tuổi, cụ thể, bộ con giáp tứ hành xung với tuổi thìn là tuất, sửu, mùi là những linh vật cần tránh. 3. Cất giữ tiền bạc ở đâu trong nhà? Hầu hết chúng ta đều có một khoản tiền được tích góp lại, sau những tháng ngày làm việc vất vả, việc cất giữ tiền là điều cần thiết và cũng là nét đặc trưng của người Việt Nam, nhiều người lựa chọn gửi vào tài khoản ngân hàng để thuận tiện, nhưng cũng có nhiều người vì vài lý do cần phải giữ tiền mặt bên cạnh mình, hầu hết đều cho rằng chỉ cần để tiền ở nơi an toàn là đủ, mà ít quan tâm đến phong thủy sao cho phù hợp. Theo mẹo phong thủy, nên cất giữ tiền bạc ở hướng đông nam, đó là hướng hút vượng khí và cát khí, giúp tiền bạc sinh sôi nảy nở, không thất thoát ra ngoài, mặt khác, công việc cũng hanh thông và thuận lợi hơn. Đây là một mẹo phong thủy đáng để tâm đó nhé. 4. Không nên hũ gạo hoặc tủ lạnh trống. Hũ gạo và tủ lạnh là hai vật dụng tượng trưng cho nguồn thực phẩm, việc gia chủ có nhiều thực phẩm hay không lại thể hiện cho tài lộc và vượng khí của người đó. Vì vậy, từ thời ông bà ta đã kiêng không để cho những vật dụng trống không, đặc biệt là hũ gạo. Đây chỉ là yếu tố rất nhỏ, nhiều người không để tâm, nhưng lại ảnh hưởng đến vận khí của quý anh chị đó nhé. Quý vị thân mến, ai trên đời cũng có một cỗ xe riêng, mang tên cỗ xe cuộc đời. Có người may mắn sinh ra có một chiếc xe tốt, hay nói cách khác là có tiền của, sung túc, ngược lại có người sinh ra được trao cho chiếc xe cũ kỹ, tồi tàn. Nhưng cuộc sống chẳng vì thế mà an bài tới cuối cuộc đời, nếu như người có cỗ xe tốt nhưng chẳng biết giữ gìn chăm sóc, thả cho cỗ xe ấy tự trôi, rồi sẽ có ngày rơi xuống vực thẳm, cũng có người cho dù là chiếc xe cũ kỹ ọp ẹp, nhưng cứ nhằm mục tiêu mà hướng đến, cẩn thận đi trên con đường sỏi đá, vẫn đến nơi một cách an toàn, viên mãn, vì vậy trong cuộc sống, cho dù ngày hôm nay bạn còn đang nghèo khó, chỉ cần bạn nỗ lực, chăm chỉ thì nhất định tương lai sẽ tươi sáng đúng không quý vị? Vâng cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và lắng nghe đến hết luận giải của minh đường tử vi mong rằng những dự báo trên có thể giúp quý vị thật nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống minh đường tử vi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo